Oppo Reno 10 Pro và 10 Pro Cộng là hai dòng sản phẩm smartphone mới với mức giá từ 14 triệu đồng trở lên. Cả hai model này sử dụng màn hình AMOLED kích thước 6,7 inch, độ phân giải Full HD+, và tần số làm tươi 120Hz. Về thiết kế, chúng có mặt lưng với đường bo tròn và khung sườn quen thuộc, với mặt lưng được chế tác theo công nghệ Reno Glow, tạo điểm nhấn về vẻ đẹp và chất lượng. Hệ thống camera sau của cả hai máy là điểm đáng chú ý. Camera chính trên Reno 10 Pro sử dụng cảm biến IMX890 với độ phân giải lên đến 50 megapixel, trong khi bản 10 Pro cũng sử dụng ống tele 64 megapixel hỗ trợ OIS. Ở phía trước, máy 10 Pro có camera selfie 32 megapixel. Về hiệu suất, Reno 10 Pro được trang bị chip Snapdragon 778G 5G, RAM 12GB, pin dung lượng 4600mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80W. Trong khi đó, phiên bản 10 Pro cộng sử dụng chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 cùng với RAM 12GB, pin dung lượng 4700mAh và sạc nhanh 100W. Điều này đảm bảo cả hai máy đều có hiệu suất mạnh mẽ để xử lý cả các tác vụ khó khăn. Xiaomi 13T Pro, một dòng sản phẩm mới với giá khởi điểm từ 16 triệu đồng. Không chỉ nổi bật về thiết kế mà còn có khả năng chống nước IP68. Máy sử dụng màn hình 6,67 inch với tấm nền AMOLED độ phân giải nhất, 5K và tốc độ làm tươi lên đến 144Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét. 13T Pro tích hợp chip Dimensity 9200 cộng và RAM 12GB, với hai tùy chọn bộ nhớ trong là 256GB và 512GB, đảm bảo khả năng xử lý mạnh mẽ và lưu trữ đa dạng. Camera sau của máy gồm 3 ống kính, trong đó có camera chính với khả năng chụp ảnh độ phân giải cao. Những sản phẩm này đại diện cho sự đa dạng và sự phát triển liên tục trong lĩnh vực smartphone, mang lại nhiều tùy chọn cho người tiêu dùng và nâng cao trải nghiệm sử dụng thiết bị di động của họ. Xiaomi 13T Pro, một trong những sản phẩm mới trên thị trường smartphone, thừa hưởng nhiều điểm mạnh từ đàn anh Xiaomi 13 và điểm đáng chú ý nhất là khả năng chống nước IP68. Máy trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,67 inch với độ phân giải nhất, 5K và tốc độ làm tươi 144Hz, giúp cải thiện trải nghiệm hình ảnh. Xiaomi 13T Pro được trang bị chip Dimensity 9200 cộng, RAM 12GB và có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 256GB hoặc 512GB, đảm bảo hiệu suất và khả năng lưu trữ đa dạng. Hệ thống camera sau bao gồm camera chính 50MP, camera tele 50MP hỗ trợ OIS và camera siêu rộng 12MP. Máy có pin dung lượng lớn 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 120W. Samsung Galaxy S23 FE có giá khởi điểm 14,9 triệu đồng, tiếp tục mang thiết kế giống với Galaxy S23, bao gồm màn hình Infinity Super AMOLED Plus 6,4 inch độ phân giải Full HD+ và tần số làm tươi 120Hz. Bộ camera sau gồm camera chính 50MP với hỗ trợ OIS, camera góc siêu rộng 12MP và camera ống tele 8MP. Camera trước có độ phân giải 10MP. Phiên bản bán tại Việt Nam sử dụng chip Exynos 2200 hỗ trợ kết nối 5G, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Samsung Galaxy S23 FE cũng có khả năng chống nước IP68, pin 4500mAh và hỗ trợ sạc nhanh 25W. Cuối cùng, Realme 11 Pro cộng là một lựa chọn cao cấp thuộc dòng Realme 11, với mặt lưng bằng da độc đáo và khung viền kim loại. Màn hình AMOLED kích thước 6,55 inch với độ phân giải Full HD+ và tần số làm tươi 90Hz. Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 870G, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Hệ thống camera sau gồm camera chính 108MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera chi tiết 2MP. Pin dung lượng 4500mAh của Realme 11 Pro cộng được hỗ trợ sạc nhanh 65W, giúp sạc nhanh và tiện lợi.